được thể hiện qua ca khúc Miền Nam Nhớ Mãi Ơn Người, nhạc Lưu Cầu do Thanh Tâm trình bày cùng nhóm múa, sẽ mở màn cho chương trình văn nghệ Ấp Bầu Bổi đêm nay. Xin toàn thể quý vị một tràng pháo tay thật to, thật nồng nhiệt để kết lệ tinh thần.